Thì cái đi xuyên, đi xuyên ở khóa khác mà. Sẽ rất là bận công việc này, gia đình, con cái, bỉm sữa, còn video nữa. Thế nên là lịch trình ra video của mình nó có chậm thì anh em hết sức thông cảm nhá. Đó, đây là Navu đang bước vào một cái dấu mốc nó hết sức là đặc biệt anh em ạ. Và những motovlog sắp tới thì không hẳn là sẽ nói về xe nữa, mà là nói về cuộc sống của người chơi mô tô anh em ạ. Có thể sắp tới Navu sẽ không review xe mô tô phân khối lớn nữa. Có thể là review những mẫu xe đẩy trẻ sơ sinh chẳng hạn. Này, khu vực bệnh viện là khu vực rất là nhạy cảm, nên là không có thể nói được nhiều anh em ạ. Navu Đào Yến hiện tại đang ở bệnh viện phụ sản Hà Nội. Đấy, và mình đang tâm sự với anh em với âm lượng hết sức là nhỏ thôi, bởi vì khu vực này không thể nói to được anh em ạ. Có vẻ như là bạn Yến bạn không thể nói gì thêm được anh em ạ. Rất là lo lắng, chắc chắn rồi, phụ nữ bao giờ cũng sẽ là người lo lắng nhiều hơn cánh đàn ông chúng ta. Đấy, thế là Navu vừa đi vừa chém gió như này để giải tỏa tâm lý cho người bạn đời của mình anh em ạ. Cảm giác lúc này nó cứ kiểu lâng lâng anh em ạ. Mình sắp có hậu thế, sau này Navu không còn nữa thì cũng sẽ còn người bảo vệ. Ý là hậu thế sau này ấy, là sẽ vẫn còn người mà bảo vệ kênh YouTube của Navu đúng không? Linh tinh gì? Con người đâu trường tồn mãi được em. Sẽ cũng có lúc mình phải về với cát bụi chứ. Tất nhiên là khoảng 100 năm nữa chẳng hạn đúng không? 100 năm nữa. Đấy, sống được 100 tuổi để làm mô tô vlog thì không còn đòi hỏi gì thêm anh em ạ. Ok, lấy xe rồi, vợ cầm này, chồng sẽ lấy xe. Lấy chồng. Vợ ơi, vợ thèm cái gì không? Mình đi ăn cái gì đi, thử ứng cho cái sự kiện trọng đại này. Vợ thèm trứng cút lộn. Trứng cút lộn à? Được, đi ăn trứng cút lộn luôn nhá. Ngay lúc này đây thì Navu và Yến sẽ đi gọi là đi ăn mừng anh em ạ. Thực ra là đi ăn vặt thôi, tranh thủ còn thời gian thì hai vợ chồng sẽ đi hẹn hò anh em ạ. Và sẽ ngồi trên chiếc XZ150 này. Đấy, đèo bà bầu là không thể đi Z1000 được. Đi Z1000 nó hỗn lắm và cái chỗ ngồi rất là khó chịu. Nên là XZ150 vẫn là một trong những sự lựa chọn tuyệt vời khi mà đèo vợ con anh em ạ. Và đặc biệt là với chiếc XZ150 của Navu thì nó gắn bó rất là nhiều những kỷ niệm, những cái dấu mốc chặng đường trong cuộc đời của Navu. Thế nên là trong những cái chuyến đi hẹn hò thì Navu vẫn luôn ưu tiên Exciter 150. Đó, nói hơi nhiều về vợ đó. Rồi, nói nhiều quá vợ lại đói. Đây, cầm cam cho anh cái. Đấy, đội mũ bảo hiểm. Sẽ qua chẳng để hà chi hết, biết em yêu anh mà
trời, nên anh giấu đi từng ngày mưa rơi. Em mà ngờ là chẳng có chi, anh không hiểu được em. Oh, oh. Ê, thế nhưng đời không nằm mơ, hóa ra anh vẫn ngây thơ, hóa ra luôn có điều về em làm anh sững sờ. Anh sẽ lại nghĩ suy thật lâu vì câu hỏi cũ hôm nay. Em thích ăn gì? Em ăn gì cũng được, em ăn gì cũng được, chỉ cần đi cùng anh thì em ăn gì cũng được. Nói đi em, xin đừng lan man, chỉ cần nói ra anh sẽ cùng em ăn khắp thế gian. Cơm thì hơi chán, bún thì cũng ngán, sushi vừa mới ăn hôm qua, nem chua thì quán quen lại xa. Lâu thai thì hơi cay, không tốt cho da, đồ chung dầu mỡ thì thôi mặc quá. Được ăn gì, vậy thì em muốn ăn gì? Có treo uống cho vợ bác. Ăn cái gì bổ cho bà bầu giờ nhỉ? Chồng ăn trứng, ăn trứng, ăn trứng để cho nó trứng, cho nó khỏe, cho tốt. Rồi, đi ăn ốc cho nó bổ gì em nhỉ? Cho bổ sữa. Đúng không? Linh tinh. Linh tinh, đúng rồi, mình vừa linh tinh đây anh em ạ. Đây anh em đứng tiên nhé. Mời anh em nhé. Đâu cần cứ phải nhà hàng hay là khách sạn thì mới thấy ngon đâu anh em. Quan trọng là gì anh? Quan trọng là ăn thứ hai. Như là ăn cho con vậy. Được. Ăn cho con nó khỏe. Đấy. Chồng ngồi nhìn thôi. Nhưng mà thèm quá vẫn phải làm miếng. Cho bố xin miếng nha con nhé. Chắc là con tham ăn đấy. Vậy. Cầm cầm một chồng cái anh. Lòng bóng tay à. Vậy thôi. Ăn ốc trả tiền là như thế. Đó là ăn xong có người đổ vỏ cho. Nữa vợ. Ôi, vợ to lắm, vừa đang buồn nôn rồi này. Buồn nôn nữa. Rồi sẽ về, cứ là về nhà nhá.